Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ sẽ viện trợ nhân đạo 380 triệu đô cho Syria, theo tin từ Kuwait. Theo một tuyên bố do Ngoại trưởng John Kerry đưa ra vào sáng ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ viện trợ nhân đạo 380 triệu đô la cho các nạn nhân của chiến tranh ở Syria. Theo ông John Kerry cho biết, những người dân Syria hiện đang ở trong một tình cảnh vô cùng đáng thương, đủ để lay động bất kỳ lương tâm nào. Ngay trong lúc này đây, họ đang cần cộng đồng quốc tế bảo vệ và một giải pháp chính trị để chấm dứt tình trạng bạo lực một lần và mãi mãi. Trong đợt viện trợ này, Hoa Kỳ sẽ cam kết nâng mức hỗ trợ lên 1.7 tỷ đô la Mỹ. Theo dự tính, số tiền trên sẽ được dùng để cải thiện cuộc sống cho người dân Syria, cũng như những người tị nạn và cộng đồng dân cư ở các nước lân cận. Ngoài ra, các quốc gia tham gia cuộc họp vào sáng nay cũng đã cam kết viện trợ hơn 1.37 tỷ đô la nữa.